Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa có văn bản gửi Công an thành phố Hà Nội vào cuộc vụ tin đồn thất thiệt lộ đề thi môn Ngữ văn lớp 10. Liên quan đến thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng lộ đề thi Ngữ văn ở kỳ thi vào lớp 10 khiến sở này phải thay toàn bộ bằng đề dự phòng lúc 5 giờ sáng trưa nay ngày 9 tháng 6, Sở Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã có văn bản gửi Công an thành phố Hà Nội. Theo sở này, các thông tin lan truyền trên đây không đúng sự thật, gây hoang mang dư luận xã hội ảnh hưởng đến công tác tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông 2024-2025 của thành phố Hà Nội. Trên cơ sở đó, Sở Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đề nghị xác minh làm rõ các thông tin trên, đồng thời có biện pháp xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Trao đổi với phóng viên dân trí, một nguồn tin từ cơ quan điều tra cho biết, đơn vị này đã vào cuộc vụ tung tin lộ đề thi môn ngữ văn, kỳ thi vào lớp 10 trung học phổ thông của Hà Nội trên mạng xã hội ban đầu xác nhận đây là tin đồn thất thiệt. Nguồn tin cho biết, chúng tôi đang truy vết, xác minh nguồn phát tán thông tin trên mạng xã hội để tìm đối tượng phát tán thông tin và xử lý theo quy định hiện hành. Như dân trí phản ánh trước đó, tối ngày 8 tháng 6, sau khi thí sinh tại Hà Nội hoàn thành bài thi vào lớp 12 môn ngữ văn và ngoại ngữ, mạng xã hội râm trang thông tin lộ đề thi ngữ văn. Theo một tài khoản đăng tải trên nhóm Zalo. lô, Đề thi ngữ văn ban đầu dự kiến nằm trong tác phẩm Bếp lửa của Bằng Việt, đề thi nghị luận bàn về lòng dũng cảm. Tài khoản này viết do lộ đề nên năm giờ ngày 8 tháng 6, trước khi thi môn ngữ văn, toàn bộ đề thi đã được thay mới, kể cả đề toán và tiếng Anh. Trả lời phóng viên dân trí sáng nay, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, thông tin trên mạng xã hội hoàn toàn không chính xác. Quy trình làm đề rất chặt chẽ, có lực lượng an ninh bảo vệ nghiêm ngặt đặc biệt với hội đồng ra đề quy trình bảo mật càng được thắt chặt đúng theo quy định nội bất xuất ngoại bất nhập các đề thi sau khi biên soạn được hội đồng đề nghiên cứu kỹ lưỡng sau khi công bố chính thức đề chính thức được in sao và lực lượng an ninh vận chuyển về các quận huyện chính thức một ngày tất cả những nơi bảo quản đề thi đều có lực lượng an ninh bảo vệ có camera theo dõi do vậy thông tin đồn đoán trên mạng xã hội về việc lộ đề hoàn toàn không chính xác gây hoang mang dư luận Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết. Trả lời phóng viên dân trí, tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp, đoàn luật sư thành phố Hà Nội, trường hợp kết quả xác minh cho thấy thông tin là sai sự thật nhưng hậu quả chưa đến mức ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự an toàn xã hội, người đưa thông tin sẽ bị phạt từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với cá nhân, nếu với tổ chức thì sẽ phạt từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng theo quy định tại điều 101, Nghị định số 15 2020, nghị định chính phủ. Cụ thể, theo khoản 1, khoản 2 điều 101 nghị định 15 2020 nghị định chính phủ, mức xử phạt dành cho hành vi chia sẻ thông tin sai sự thật lên mạng xã hội được quy định cụ thể như sau. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với hành vi lợi dụng mạng xã hội để thực hiện một trong các hành vi sau: cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức danh dự nhân phẩm của cá nhân mức phạt này được áp dụng với tổ chức vi phạm với cá nhân thì mức xử phạt sẽ bằng một phần hai mức phạt nêu trên trường hợp kết quả xác minh cho thấy thông tin phải đổi đề dự phòng vì lộ đề là sai sự thật và hậu quả được xác định là ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự an toàn xã hội gây hoang mang trong dư luận xã hội Người thực hiện hành vi này sẽ bị xử lý hình sự về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ theo điều 331 Bộ luật hình sự hoặc tội đưa thông tin trái phép trên mạng internet theo điều 288 Bộ luật hình sự. Luật sư Cường nói, cơ quan chức năng cần vào cuộc xác minh làm rõ nguồn thông tin, đánh giá tác động của thông tin này đối với xã hội để có hình thức xử lý phù hợp với quy định của pháp luật. Trường hợp thông tin là thật, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng có thể công bố thông tin sau khi kết thúc môn thi cuối cùng đồng thời xem xét trách nhiệm của cơ quan tổ chức cá nhân để xử lý theo quy định của pháp luật. Tin do trung tâm tin 24 giờ biên tập và xuất bản. Cảm ơn bạn đã theo dõi.